Chiều nay, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã đến Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ủng hộ kinh phí cho quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh với số tiền 100 triệu đồng. Với thông điệp chung tay vì cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, sau nhiều ngày phát động, chương trình ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều sự đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương. Mong rằng quý tăng ni Phật tử và đồng bào chúng ta hưởng ứng chương trình này, qua đây cũng xin tỏ lòng trân trọng tri ân sâu sắc nhất đối với Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Long An, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được biết cái chương trình này. Rất mong tăng ni Phật tử, đồng bào chúng ta nhanh tay lên để chúng ta góp sức, chúng ta phát huy truyền thống của dân tộc, đó là nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng, tổ chức cá nhân doanh nghiệp, góp phần kinh phí phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện trong thời gian sớm nhất.